Hôm nay chúng ta sẽ làm việc với những làm việc nhiều hơn với sự kiện ở trong làm việc nhiều hơn với sự kiện ở trong HTML và JavaScript để thực hiện những cái hành động đơn giản, ví dụ như kiểu là làm slideshow này, rồi thì thực hiện là zoom ảnh hay là những cái hiệu ứng khác. Sorry các bạn nhé, hôm nay tôi dậy từ 7:30 sáng đến giờ nên nó cổ hơi bị rát một tí. Rồi chúng ta sẽ có script. Các bạn tạo cho mình một cái thư mục là L10 nhé. Sau đó là thư mục public nằm trong đấy. File index.html nằm ngang với thư mục public này. Trong thư mục public chúng ta có thư mục JS và file main.js. Chúng ta sẽ dùng thẻ script để nhúng cái file main.js kiểu đây. Code cho nó dễ. src sẽ bằng với public này. Sược js sược main.js, sau đó các bạn xếp xuống. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ cần tới cái việc là xử lý về ảnh để hiển thị ảnh ở trên này. Thì chúng ta sẽ có một cái đoạn thẻ div, ví dụ như div mình đặt cho nó một cái id, một cái class cho thẻ div. Class là bằng slideshow. Ví dụ thế. Ở trong này mình sẽ tiến hành tạo ra một cái ảnh img. Rồi có src thì chưa rõ. RC thì chưa rõ. Tính sau. Cứ để này đã. Và bên cạnh đó cái img này chúng ta có cái id là main image. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ tiến hành có hai cái button. Để coi nào xem còn cái gì nữa không nào. Slideshow. Rồi ok, để đấy đi. Chúng ta sẽ có cái hai cái button ở phía dưới. Hai cái button. Đây là previous. Button tiếp theo là next. Previous và next. Được chưa? Rồi mình sẽ để cho các bạn làm cho nó nhanh. Đây là một vài cái hiệu ứng chúng ta làm cơ bản với JavaScript. File JS chưa có gì, chỉ tạo ra để đấy thôi, tí nữa chúng ta sẽ code ở trong này. Được chưa? Mình sẽ đồng thời đẩy code lên trên này nhá. Các bạn có thể đi copy về cho nó nhanh. Các bạn có thể đẩy copy code ở phía trên của cái GitHub cho nó nhanh. Được chưa? Tiếp tục nha. Bây giờ các bạn đi kiếm cho mình độ khoảng 3-4 cái ảnh vào đây. Bao nhiêu ảnh được tùy. Ví dụ mình sẽ sử dụng Google để mình tìm kiếm ảnh về chó đi. Image. Ủa thì viết tiếng Việt vậy. Chó. Xong ra gì đó. Mạng ở đây nó đang có vấn đề rất là lớn. Hơi chậm.
Các bạn cứ copy cho mình được khoảng 5-7 cái ảnh này. Tùy theo chúng ta thích bao nhiêu ảnh. Tổng slide, chúng ta copy vào đấy cái ảnh. Để cho những cái ảnh của chúng ta, để coi nào. Copy ví dụ Firefox nó mới nhanh được. Không nhanh hơn. Đây chó đây rồi. Chúng ta có thể copy vài con về cũng được. Một con này. Hai con này. Mình lấy tạm thời lấy ba con này nhá. Copy ảnh về. Save image. Chúng ta đưa vào trong cái thư mục là document này. Đây rồi. Chúng ta sẽ copy và đưa vào trong thư mục document. Trong document thì chúng ta sẽ có cái thư mục là 1706 này, L10 này, public này. Chúng ta tạo một cái thư mục mới. Trong đấy là thư mục image. Và lưu vào trong, đây là ảnh ảnh 1 chấm ảnh 1 đi. Rồi xong. Một cái ảnh để coi nó sẽ đã xuất hiện trong này chưa. Đây ảnh 1.jpg đây rồi. Tiếp theo ảnh 2. Xếp cái này vào. Ảnh 2. Ảnh 3. Đặt tên là gì tùy các bạn. Thích đặt là gì đặt. Sau chúng ta có ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3 này. Sau đó ở trong cái IMG này chúng ta có cái RC mặc định là cái ảnh số 1. Public chấm public sược image sược ảnh 1.jpg. Tôi copy lại cái đoạn này tí nữa ở trong JavaScript tôi dùng. Được chưa? Đường dẫn đến cái ảnh để ảnh nó hiển thị ra. Nếu mà để cho nó đỡ bị lỗi thì chúng ta có thể set cho nó cái width. Cái ảnh này cái width vào đây là rơi vào tầm khoảng 400 pixel. Width bằng 400 thì ảnh nó sẽ không bị to quá. Được chưa? Tiếp nha. Bây giờ chúng ta cứ chạy để cho nó hiển thị ra cái ảnh đã. Tính tiếp xong. Index này. Ủa, sao đây là L09? Đây bài 10 đây. Đây, cái ảnh đấy rồi. Đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ bấm vào đây để next, bấm vào đây để back. Được chưa? Thì chúng ta tiếp theo sẽ code với JavaScript. Các bạn có theo kịp không nhỉ? Tiếp tục nha. Trong này chúng ta sẽ có một cái array về ảnh. Chúng ta có var là imgarr chẳng hạn. Nó sẽ bằng với một cái array và một cái mảng trong này. Chúng ta sẽ có các cái ảnh, ví dụ như kiểu là public image 1 này, ảnh 1 này. Tiếp theo là ảnh 2 này. Nó là ba cái string thôi. Ảnh 2 này. Duplicate lên chúng ta có ảnh 3 này. Xong. Ba cái ảnh. Có bao nhiêu cái ảnh các bạn thêm vào đây bằng đấy cả.
Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái sự kiện cho hai cái button này. Thì chúng ta sẽ tạo ra hai cái hàm là function là previous và một cái function nữa là function next. Chúng ta sẽ có thêm một cái biến là cái biến là va current slide bằng index là bằng 0. Chúng ta có thêm cái biến để xác định cái ảnh. Chúng ta có va target img nó sẽ bằng document.get element by id là bằng cái gì nhỉ? Cái ID của cái ảnh là bằng cái main image. Đây, bằng main image. Enter xuống cho chúng ta dễ nhìn. Được chưa? Tiếp nha. Bây giờ mỗi khi previous chúng ta thử một cái. À thôi thì mỗi khi next đi, next cho nó dễ, next trước dễ nhất. Thì chúng ta sẽ có là cái, bây giờ chúng ta sẽ cần phải hiển thị cái ảnh tiếp theo ở trong cái danh sách này ra. Hiện tại nó đang là ảnh 1 đúng không? Có index số mấy? 0 đúng không? Thì để hiển thị được cái ảnh số 1 thì chúng ta tiến hành là current slide cộng cộng này để cộng lên một giá trị này. Tiếp theo chúng ta có cái target img.src, tức là thay đổi cái giá trị của cái thuộc tính src ở trong cái ảnh kia bằng một cái giá trị khác. Thì chúng ta sẽ có là img.arr ở vị trí thứ current slide như này. Alo. Dạ vâng vâng vâng. Được chưa nhỉ? Copy cái này. Sau đó các bạn là ra ngoài cái button này là button next đúng không? Chúng ta sẽ có cái sự kiện. Cậu ơi, tớ gửi tin nhắn cho cậu rồi đây. Cậu ra Bixi, cậu lấy đồ đi. Ok. Chúng ta sẽ có cái sự kiện là on click này. Đúng không? Gọi đến cái hàm next ở trong JavaScript của chúng ta. Được chưa? Rất là dễ thôi. On click thì gọi đến hàm next. Thì chúng ta xem kết quả là như thế nào. Refresh trang này. Sang nhá. Cái nữa nhá. Được chưa? Đúng hình con chó. Next nó đơn giản, tí nữa chúng ta sẽ cho nó chạy tự động. Chút nữa chúng ta sẽ cho nó chạy tự động. Chưa next được thì chứng tỏ là chúng ta gán cái đường dẫn này sai. Hoặc là chúng ta không côn được đến cái action, cái sự kiện next ở đây. Được chưa? Bạn nào chưa làm được, đọc cho mình team view, mình sẽ vào mình sửa cho. Và các bạn khác ấy, xem mình có bị gặp trường hợp tương tự không thì sửa.
Được chưa? Có ai còn lỗi không? Có ai gặp lỗi không? Đọc TeamView nào. Bây giờ ông còn gửi Facebook cho tôi. Căng. Đây rồi. Rồi, phát là 3959. 3959. Bây giờ tiến hành hướng dẫn bạn sửa từng bước một này. Rồi, để coi nào. Public image. Đâu rồi, cái gì đấy? Đâu? Thì đóng những cái thằng khác vào, hoặc là loại nó ra khỏi cái này, chuột phải vào. Chuột phải vào từng bài một, xóa bớt đi. Chứ bê cả cái project vào đây làm cái giải quyết cái vấn đề gì đâu. Mở ra. Không không không, đừng. Để coi nào. Đây. Ông cầm cái này ông quăng đi, chuột phải vào. Đấy. Xong rồi cầm cái này vào. Bài 10 đúng không? Đây. Cầm kéo ở đây. Chỉ sửa trên một bài thôi. Tập trung vào làm một bài chứ không làm nhiều. Rồi để coi nào. Type text JavaScript src bằng public crgs main.js rồi ok. Button on click bằng next, on click bằng function next, current slide target img. Rồi đúng rồi. Đây ai lỗi này? Đây, thấy chưa? Làm thì làm cho nó cẩn thận vào. Refresh này. Được chưa? Rồi, người tiếp theo. Nhân vật tiếp theo. Đọc nào. 7, từ từ thôi. 748 783 500 5643. Rồi để coi nào. Thứ nhất các bạn khi mà gặp lỗi ấy, nào nghe này. Khi các bạn gặp lỗi thì cái phản xạ đầu tiên ấy, ví dụ như tôi nhá, tôi gặp lỗi đây ở đây đúng không? Hay ở đây. Rồi, phản xạ đầu tiên của tôi khi gặp lỗi ấy, tôi chuột phải và tôi kiểm tra trước đã. Không có vấn đề gì đúng không? Kéo xuống dưới. Nếu mà đã làm việc với JavaScript và CSHTML, bấm đây cái đã, chẳng chạy cái gì. Tức là code JavaScript của bạn không được thực thi. Thì ở đây bạn có on click next, next function, target img get element by id target img ok, main image rồi width 400, xong main slide target. Ai bảo viết bằng bằng? Bằng bằng là phép gì? Đấy. Xếp xuống. Rồi, kiểm tra. Reload trang. Chạy chưa? Thế cơ mà. Còn ai nữa nào? Hết rồi à? Các bạn còn lại là xử lý xong rồi gì? Chưa thì gào lên. Chưa ạ, à, kiểu nói rất tử tế luôn. Đâu, ai chưa? 952, bao nhiêu nữa? 812659 022. Khổ lắm. Tiếp. HM mấy? 8G 59. Rồi đây coi nào. Đấy, lại được một ông nữa bê toàn bộ cái bài viết ở đầu vào này. Trông rất là sợ. Có cách nào bỏ bớt đi được không?
các bạn làm việc ấy, các bạn làm việc ấy, cố gắng tạo cho mình một cái không gian hoặc là một cái công cụ, tìm một cái công cụ nó làm sao cho mình làm việc cho nó dễ dàng nhất và cảm thấy có cảm tình nhất khi mà làm việc nhá. Tôi mà nhìn thấy những cái thứ gì mà nó lộn xộn ở trên màn hình như này này, tôi khó chịu cực kỳ. Với lại nữa, khi mà bạn này nhúng nhiều vào đây này, nó sẽ dở ở chỗ này này. Xem nhá. Ctrl P này. Tôi muốn tìm một file, ví dụ file index.html, nó ra một rổ. Chẳng biết là file nào, file nào. Ở đâu, đúng không? Khi mà chúng ta có một cái, có một, chỉ có một cái project ở đây thôi, các bạn xem tôi nhá. Tôi muốn tìm cái ảnh số 1 ra hiển thị, đúng không? Hoặc để sửa. Ctrl P này. Đây là ảnh 1 chấm, cái này nó không tìm ra ra file code sao? Đây nó chỉ có tìm ra những cái file code thôi, đây các bạn nhìn thấy không? Nó focus ngay vào cái file nào mà tôi muốn sửa. Nhưng mà cái này nó chỉ có tác dụng khi mà chúng ta có một cái project ở đây thôi. Còn có nhiều là nó sẽ tìm ra nhiều. Được chưa? Cái này là một cái tool cực kỳ tiện lợi khi mà chúng ta làm việc với những cái project lớn. Ctrl P ở Windows, còn ở Mac hay là ở bên Linux thì chúng ta là Command P. Được chưa? Rồi, quay trở lại với bài của bạn. Để coi nào. Tắt đi thì FC. Cái gì đây? Đây là cái gì? Đó, mở ra cái đúng đi xem nào. Code lại còn sai tùm lum rồi đây này. Đó, mở cái index ra xem nào. File main. Ôi giời ơi. Này, có nhìn thấy gì không? Tại sao lại như này? Tại sao lại như này? Xin lỗi các bạn chút nhé. Alo. Vâng, đang ra rồi anh ạ. Đang ra rồi. Rồi, để coi nào. SRC, GS, main, GS này, button on click. With, rồi document get element by id main emit xong, chẳng thấy có lỗi gì. Bật F12 lên, rồi lỗi này, 6 lỗi này, chuyển phải vào đây, đây này, uncut reference error, current slide is not defined, rồi nhá, đây lỗi đây. Current slide, đúng rồi mà. Đây, cái này viết sai chính tả này. Bôi đen một từ thì nó sẽ là có cái vòng tròn ở phía ngoài của những cái từ giống nó. Cái từ này không được bôi này. Sao sửa đi? Có nghe không? Sửa đi. Giờ xếp xuống. Bao giờ vậy? Code là phải có thói quen cái ngón út này này. Các ông để vào cho tôi ở cái phím control. Được chưa? Cái ngón út bao giờ cũng phải để ở phím control. Code xong thì cái ngón này này, cái ngón này này để ở phím SC. Cứ code xong kể cả một ký tự cũng phải control net nhá. Được chưa? Rồi chạy đi. Reload lại trang. Next, xong chưa? Được chưa? Rồi. Nhân vật tiếp theo nào. Toàn nhân vật phản diện thôi. Ai nữa nào? 290 133 612. Pass là gì? FB3F37. Sao không authenticate được vậy? Không được luôn mà. Khổ lắm mạng miền núi. Rồi. Xem có bị lỗi của ông kia không? Không bị lỗi rồi. Nào nào nào, tập trung này. Code này. Ai cho phép code bằng chằn chặn nhau như thế này? Hả? Nghiêm cấm nhá, tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Code là phải format để cho người ta dễ đọc. Và mình cũng dễ đọc nữa. Được chưa? Không bao giờ được phép để lung tung như này. Thêm vào nữa. Cái gì đây?
sao lại main JS đặt ngang hàng, ok được rồi, cái này cũng chấp nhận được. A05 rồi, ok. Tab cái này vào trong. Xếp xuống. Rồi. Main này, main JS rồi, mở code ra, à, mở trình duyệt ra chúng ta coi xem có cái gì không. Bấm vào next. Chẳng có cái sự kiện gì xảy ra. Thế có khả năng là đây này. Lớp này cực kỳ nhiều thánh nhân. Vẫn không được, à đây rồi, được rồi. Limit hole luôn. Chết luôn. Rồi, tôi cũng chết ở đấy mà, nên chuyện bình thường. Rồi, xong chưa? Đã hết thánh chưa? Được rồi, nốt em nào. 737 914 718 7327. Rồi, để coi nào. Cái gì đây trời? Cái gì mà chấm chấm nhiều vậy? Sao lại nhiều chấm này? Nhìn nó thấy sai rồi. Thật không? Để ý khi mà chúng ta thay thế cái vị trí của cái text này vào trong cái file HTML thì nó chính là cái đường dẫn tính từ file HTML này đến cái ảnh. Tại sao lại chấm chấm như này làm gì trời? Tôi làm ra được có mất tôi cái gì? Rồi chạy cái đã tính sau. SRC text rồi, ok next rồi. Main. Rồi test cái đã. Đây, một con mèo. Rồi. Cái gì đấy? Hả? Vâng ạ. Chấm chấm xược là lùi ra một thư mục. Được chưa? Còn ai nữa không? Lỗi của em không rơi vào tình huống nào trong bằng đấy đứa vừa rồi ạ? 884 037 647. Nhớ lại, nhớ nhá này, lưu ý này. Nhớ lại cách tôi debug, cách tôi tìm lỗi của các bạn. Rồi chúng ta sẽ còn gặp nhiều. Đấy chuyện bình thường, pass là gì? 8471. Mẹ lại gọi giờ này. Dạ. Dạ. Đi rồi con chưa biết là đến chưa? Đi rồi con chưa biết là đến chưa? Chắc là một tí nữa. Vâng vâng. Thế nhá, con đang trên lớp nhá. Nói sau, con đang trên lớp nhá. Rồi, xem nào. Xem có bị lỗi giống ông đầu tiên không? À, ông thứ hai không này. Public image. Anh 1, anh 2, anh 3. Rồi, không vấn đề gì. Tại sao lại lỗi chứ? Đó, cứ test cái đã. Đây này. Next is not defined này. Có mà. What the fuck? Từ nhá. Sược này. À. Biết lỗi gì? Đâu? Cái nào? Cái chỗ nào? Cái chỗ này á? Đây hả? Trắng liên quan. Sao? Đây này. Public này. JS này. Đây này. Đây này.
nó cái file JS của bài viết là viết ở trong public ạ. Lại thêm một thím thánh nữa. Đây. Biết tôi vừa làm cái trò gì không? Biết tôi vừa làm cái trò gì không? Mở cái tab search ra. Thì tất cả những cái chỗ mà chúng ta nhúng vào nó trong này hết này. Nếu mà nhúng đúng, lúc nãy tôi chỉ nhìn thấy là public image thôi. Được chưa? Nó không loại ra cái file này. Và cũng không nhìn thấy cái thư mục JS luôn. Cho nên là chắc chắn là lỗi là có khả năng là không nhúng đúng file JS nào. Đó. Được chưa? Chuyện bình thường mà. Ngày tôi bị chửi nó không nhẹ nhàng như này đâu. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp. Một cái, hai cái, ba cái thì lỗi. Và nó báo lỗi là gì? Báo lỗi là gì? Hết file rồi. Hết ảnh rồi đúng không? File not found, undefined đúng không? Bây giờ sao? Cho quay lại cái ảnh đầu. Thì giờ sao? Làm sao để nó quay lại cái ảnh đầu? Chắc chắn là trong này rồi. Đúng không? Bây giờ sao để quay lại cái ảnh đầu tiên? Sao? Nếu sao? Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành như thế này. Current slide nó sẽ bằng current slide bằng với imgarr.len trừ 1 thì gán cho current slide bằng 0. Còn nếu mà không bằng thì cơ bằng current slide cộng. Được chưa? Current slide nó sẽ bằng nếu mà current slide, cái số current slide nó đang hiện tại đang nhỏ hơn cái độ lớn của cái thằng này trừ 1. Được chưa? Tức là nó chưa đến cái số index cuối cùng là số 2. Thì chúng ta set cho nó bằng current slide cộng. Còn nếu nó đã bằng rồi thì set cho current slide bằng 0. Được chưa? Đơn giản thế thôi là chạy được rồi. Được chưa? Cứ thẩm thấu đi ạ. Thông thả. Chạy được à? Để coi xem mà tôi sai logic ở đâu. Cũng có thể sai lắm chứ. Chuyện bình thường mà. Một cái. À không chạy được thật này. Vậy thì phải debug. Để xem lại cái logic nhá. Nếu current slide bằng img array.len. Từ từ nhá. Có thể sai lỗi này. Thì current slide bằng 0. Còn nếu không, để thử để lớn hơn hoặc bằng xem nào. Tập debug. Rồi, test. F10 bỏ qua, F11 current slide bằng 0 luôn. What the hell. Tại sao nhỉ? Current slide bằng 0 này.
img.arr.len bằng 3 trừ 1 nếu mà nhỏ hơn current slide. Đây. Đây rồi. Được rồi. Cái phép cộng cộng này không có tác dụng. Ở đây, tại thời điểm này nó không có tác dụng. Phải bằng current slide cộng 1 thì nó mới chạy. Bởi vì điều kiện của tôi đã đúng rồi mà. Check logic thì điều kiện của tôi đã đúng rồi. Nếu mà nó lớn hơn thì nó phải bằng 0. Lớn hơn hoặc bằng thì nó bằng 0. À, đâu? Lớn hơn hoặc bằng. À, cũng đúng thôi. Còn lại thì chứng tỏ là cái đoạn này của tôi nó không chạy thôi. Đúng không? Test tiếp. 1, 2, 3, 4, 5. Chạy thành một vòng chưa? Được chưa? Được chưa nhỉ? Còn ai chưa chạy? Không ai chưa chạy thì làm cho tôi phần previous. Làm cho tôi phần previous. Đây, đây cái hàm previous này. Làm cho tôi cái hàm này. Mạng chán lắm. Chờ tí. Nó đang đẩy lên. Làm cho tôi hàm previous nha. Làm nốt cho tôi cái hàm previous này. Cần chưa? Nó chỉ ngược lại của next thôi mà. Một cái thì là cộng cộng lên, còn một cái là trừ trừ đi. Lên code rồi đấy bạn.
Có ai xong chưa? Có mỗi hai cái dòng, có gì đâu. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Xong chưa? Đến phần tiếp theo làm cho nó tự động chạy nhá. Làm nó tự động chạy nhá. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái hàm như sau. Tôi giới thiệu cho chúng ta một cái hàm là set interval. Trong này là một cái function, chúng ta có thể function ở trong này. Code ở phía trong đấy và chúng ta để là 1000. Được chưa? Xem nhá. Và cao bằng 0 này. Cao bằng cao cộng cộng này. Console log cao. Được chưa? Đây code đây, tôi giới thiệu qua thôi, chúng ta không cần phải code cái đoạn này. Được chưa? Xem nhá, xem tác dụng của nó là gì nhá. 1 2 Sao? Nó là hàm gì? Cứ tăng này. Hàm này là hàm gì? Cứ sau 1000 mili giây, cái hàm nằm ở trong này, nằm ở trong cái function này, code nằm trong này sẽ được thực thi một lần. Đấy là tác dụng của hàm set interval. Code ở trong cái function này gọi là function callback sẽ được thực thi sau 1000 mili giây. Đây là đơn vị sẽ được lặp lại. Được chưa? Đã tìm ra cách cho nó chạy tự động chưa? Được chưa nhỉ? Chạy tiếp thôi. Đoạn này đi. Ở trong này chúng ta chỉ đơn giản gọi cái hàm next. Sau đó chúng ta cho nó khoảng 5 giây, 3 giây, 3 giây chạy một lần. Đơn giản là như thế này.
Được chưa? Test đi. Reload. Chờ đúng 3 giây. Được chưa? Trong 3 giây này chúng ta có thể previous hay next là chuyện bình thường. Ừ, thế nó chạy rồi. Được chưa nhỉ? Không nhớ. Còn cái clear interval hay là set interval các thứ các kiểu thì để tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sau. Được chưa nhỉ? Không nhỉ? Còn lại chúng ta CSS cho cái giao diện này nó đẹp hơn thì đấy là việc của chúng ta nhá. Tôi không làm, tôi không hướng dẫn cái phần đấy. Chúng ta có thể là chuyển cái hai cái button ở phía dưới cái sang hai bên của hai cái. Thấy chưa? Dùng CSS làm cái việc đấy. Và chuyển nó sang thành cái icon hình lớn hơn và nhỏ hơn. Để làm cho nó dễ, cho nó đẹp. Được chưa? Đây là cách làm slide đơn giản nhất. Đơn giản nhất. Còn nhiều cách làm khác nhau nữa. Chứ không chỉ có mỗi mình cách này. Được chưa nhỉ? Và đây là cách chúng ta thay đổi một thuộc tính của một cái DOM. Cái này gọi là cái DOM. Document Object Model. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Còn ai có thắc mắc gì không? Tiếp theo này. Chúng ta sẽ thực hiện cái sự kiện là hover vào ảnh. Khi mà chúng ta dí con chuột vào cái ảnh thì ảnh nó sẽ to ra. Zoom ảnh, trông như kiểu zoom ảnh. Chúng ta làm nào? Thử nghĩ nào? Có cách nào? Cách nào? Đơn giản như sau. Chúng ta đã có cái ảnh đây sẵn rồi này. Chúng ta sẽ có cái function zoom in. Nhá. Khi mà cái ảnh zoom in thì cái target img.width nó sẽ bằng rơi vào tầm khoảng 600. Đang hiện tại là 400 đúng không? Giờ chúng ta cho lên 600. Được chưa? Được chưa nhỉ? Tiếp nhá. Copy tiếp cái hàm zoom in này. Copy này. Bây giờ chúng ta có sự kiện cho cái ảnh là on mouse over. Nó sẽ gọi cái hàm zoom in. Xếp xuống. On mouse over. Được chưa? Test. Để ra được làm gì có sự kiện trả về. Để to lên đi này. Đúng không? Bây giờ muốn nó bé lại gì? Lại thực hiện một sự kiện nữa. On mouse out bằng zoom out, đóng mở ngoặc. Chúng ta lại phải viết cái hàm zoom out này. On mouse over, on mouse out, chúng ta thực thi cái hàm zoom out. Chúng ta có như sau: duplicate cái hàm zoom in này lên, sửa nó thành zoom out, width trả về 400 như cũ, thì là chúng ta sẽ có được chưa?
zoom in, zoom out. Đấy là tác dụng của những cái sự kiện ở trong HTML ảnh hưởng đến code JavaScript, và chúng ta có thể dùng code JavaScript ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ ở trên trình duyệt của chúng ta. Thích dùng cái gì thì dùng. Thấy chưa? Đấy là khả năng của document. Đã hiểu phần nào về code JavaScript chưa? Còn nhiều trò lắm. Với JavaScript của chúng ta làm được tất cả mọi thứ ở trên trình duyệt, thích làm gì cũng được. Được chưa nhỉ? Hả? Chưa à? Đọc đi, fix cho. Zoom out thì target img trả về width bằng 400. Nào. Chưa được thì đọc đi. Đấy, tôi vẫn có mạng đây. Còn bạn nào chưa được không? Đọc cho mình để mình xử lý cho. 651 451 597. Cứ bình tĩnh. 2890. Bật lên thế nào? Sao tôi bị đơ rồi? Mang treo rồi. Mạng của ông miền núi thế. Đâu có được gì đâu. Đây. Lost connection này. Chờ tí. Để cho nó reconnect. Chưa? Còn lại. Ừ. Cái gì đây? Ai cho ông code như này mà ông code như này. Format lại code ngay cho tôi. Khẩn trương. GS format dưới kìa. Rồi, xếp xuống. Đâu phải HTML đâu. Cái gì đây, ở đâu đây? Này đặt đâu đây?
HTML đặt ở đâu đây? Úi dồi. Chẳng hiểu câu nghĩ gì luôn. Làm thì làm cho nó ra nó tử tế đi. Đặt như này người ta không thể người khác. Tôi nói thật với ông, chỉ có ông mới hình dung ra code của ông nó như thế nào thôi. Chứ còn người khác nhìn vào không thể nào biết được code của ông nó như thế nào, tìm một file chắc là chết luôn. Đây này. Syntax error này. Đây. Mở nó ra, đây này, sai đây này. Ở trên này dấu chấm phẩy đâu? Reload lại sang trang này nào. Reload lại cái trang, có nghĩa là refresh ấy. Đây này. Lỗi đây này. Vẫn sai. Tám trăm pixel với 400 pixel, nó là số hay là chữ? Để pixel cũng được, nhưng mà cái giá trị ở trong cái attribute width ấy, nó là số hay là chữ? Hả? Nếu tôi thích đặt là chữ thì sao? Như nào trong JavaScript là chữ? Quy định một cái string là như nào? Nào, cả lớp, quy định một cái string trong JavaScript là như thế nào? Trong ngoặc kép đúng không? Ngoặc kép đâu? Viết vào đấy, 800 gì? À, 800 pixel. Rồi, ở dưới nữa. Xếp rồi, chạy đi. Không cãi. Cứ làm đi. Reload trang chưa? Vẫn lỗi. Unexpected token. Đây à. Đây này. À nhầm. Đây này. Đấy. Đóng mở ngoặc vào. Đóng mở ngoặc vào. Khổ lắm. Không biết ngoặc gì à? Úi giời ơi. Lại được một thằng ngọc vuông nữa. Nhưng mà máy ông có cần ngoặc. À đâu, lỗi lòi chứ, sai chứ, sai hẳn luôn ấy. Đây. Thiếu một vế này. Nếu mà cái này trả về chu thì như này, nếu mà trả về phone sao? Cứ bình tĩnh làm, nó không kệ chúng nó. Nếu bằng không thì sao? Thì bằng img arlang trừ 1, đúng rồi. Thế nếu nó không bằng không thì sao? Thì sao? Chết xuống chạy đi. Được chưa? Scroll lên. Lỗi gì vậy? Lại lỗi nữa, xong ông lắm bệnh đấy. SRC hợp null. Không phải. Nhầm. Rồi. Ảnh là main img đúng không? Ảnh đâu? Chạy. Nó
connect đi. Dạ. Từ từ để coi. Này. Nhìn thấy thuộc tính không? Đây này. Đây. Làm sao cho nó hết bị không đi. Để coi nào. Golden slide with. With có mỗi hai chỗ thôi mà nhỉ. Zoom out luôn, thấy không? Được chưa? Được chưa? Khổ lắm. Lỗi nó lù lù trước mặt thì có đọc đâu. Em không hiểu vì sao nó lỗi. Toàn kiểu đấy. Kỹ năng đọc lỗi của các bạn cần phải cải thiện rất là nhiều. Tôi cũng biết là các bạn mới lập trình thì không tránh được cái việc đấy. Nhưng mà tôi nhắc luôn là cái việc đọc lỗi ấy, lưu ý này, lưu ý một cái kỹ năng này. Khi mà gặp lỗi thì phải bằng mọi cách tìm được ra cái lỗi đấy là lỗi gì. Nếu mà nó output ra cho mình được cái lỗi thì tốt quá. Phải dành ít nhất là 5 giây để đọc cho tôi cái lỗi đấy. Rất là nhiều thành phần kiểu như này. Uầy, lỗi, mở code ra luôn. Ê mày kinh. Lỗi đó là output cho nhìn rồi còn không thèm đọc, còn chưa biết lỗi là cái lỗi gì, vẫn ham mở code ra. Chả hiểu lỗi đâu, tìm cái gì không biết. Được chưa? Gặp lỗi thì cứ phải bình tĩnh, xem nó là output ra cái lỗi gì rồi thì mình sẽ tìm ra lỗi đấy. Chứ còn cứ hùng hục cắm đầu cắm cổ đi tìm lỗi ở trong cái mớ code này nó có hiển thị lỗi đâu. Được chưa? Rồi, tiếp theo sang cái khác. Với JavaScript, nào lưu ý, với JavaScript chúng ta hoàn toàn có thể thu thập được những cái giá trị chúng ta đang sử dụng trên màn hình. Ví dụ như này, chúng ta tạo ra một cái file mới, tên file là cái gì ta, form.html, code HTML trong này. Đây, JS tôi tạo thêm một file nữa, tên là form.js. Code script ở trong này có src bằng public sược js sược form.js. Tất nhiên là form.js thì chúng ta phải đi với form rồi. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ là thẻ form. Method gì, check character gì tôi không biết, dẹp đi. Tính xong. Được chưa nhỉ? Ở trong này chúng ta sẽ có các cái thẻ div để phân tách các cái input ra với nhau. Ví dụ ở đây chúng ta có là gì đó, là để coi nào, chúng ta sẽ có số A count number. Bên cạnh nó sẽ có một cái input type bằng text. Có cái ID bằng là number cao value chứ, cao value. Đây sau R các thứ các kiểu dẹp nó đi. Không cần. Được chưa? Phía dưới chúng ta sẽ có một cái button. Click me. File là button. Xong. Bây giờ cái giao diện của chúng ta nó sẽ như sau. Trông như này.
Được chưa? Thế bây giờ công việc của các bạn là như sau này. Điền vào đây một con số bất kỳ, nhớ là số nhá. Được chưa? Điền vào đây một con số bất kỳ. Chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện một cái vòng đếm và hiển thị danh sách các cái số đấy ở phía dưới này. Ví dụ điền vào đây là 100 thì nó sẽ bắt đầu đếm từ 100 cho đến bao nhiêu? Từ 0 cho đến 100. Làm đơn giản đấy đã. Ra một danh sách hiển thị 100 số. Giờ làm nào. Các bước làm sẽ là sao? Thứ nhất điền số này. Thứ hai là viết một cái sự kiện cho cái việc là click me này. Đúng không? Khi mà click thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị của cái số này. Được chưa? Sau đó thực hiện việc là một cái vòng for để sinh ra các cái thẻ, có thể là thẻ P ném vào trong cái trang, ném vào trong cái chỗ trống này. Được chưa? Thử nhá. Cái việc này nó rất giản đơn thôi. Nó luyện cho chúng ta từ từ làm dần dần mọi thứ. Chúng ta có một cái thẻ div. Đây có cái ID là bằng target này. Div để trống. Sau đó chúng ta sẽ có một cái, được chưa nhỉ? Sinh ra cái thẻ div target chưa? Chúng ta sẽ có code như sau, function là generate trong này. Và chúng ta sẽ copy cái generate này tương vào cái button kia. On click chạy cái hàm generate. Xong chưa? Sau đó thì sao? Ở trong cái hàm generate này chúng ta sẽ có là và cao number nó sẽ bằng document.getElementById, tên của cái ID kia là cao value. Cao value thì sẽ lên số này. Sau đó chúng ta thực hiện một cái vòng for và y bằng 0, y nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái số cao number kia. Và tiến hành. Ở ngoài chúng ta sẽ có một cái biến là va cái gì ta? Va content nó sẽ bằng một cái string rỗng. Ở trong này chúng ta có content nó sẽ cộng bằng một cái string bao gồm ở trong này tất cả các thẻ P. Thẻ P cộng với thẻ P cộng với cái biến y. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái document.getElementById là target.innerHTML bằng content. Này thì mỗi lần bấm chúng ta sẽ tương xạ.
đi. Viết một số bất kỳ vào. Đây số 20 chẳng hạn. Ồ lỗi rồi, không chạy gì. Lỗi là gì? Form JS. Đặt debug vào đây. Xem có chạy trong này không? Rồi. F10. Count number. À đây rồi, ra lỗi rồi. Đây. Vấn đề của chúng ta là với tìm được ra cái element nhưng mà thiếu cái, chưa lấy cái value của nó. Chưa lấy cái value của cái input. Chấm value vào. Được chưa? Đúng chưa? Test 20 click me từ 0 cho đến 20 luôn. Bây giờ là 200 từ 0 cho đến 200 2000 nhiều lắm ấy. Giờ kéo chưa hết 1000. Được chưa nhỉ? Đấy là khả năng của HTML, của JavaScript đối với HTML. Có thể sinh ra bất kỳ cái gì. Có tin là tôi sinh ra được bằng đấy cái ảnh không? Khác nhau. À có giống nhau. Nhầm. Thử nhá. À quên, đến cái trò khác. Xong chưa? Ra cái này chưa? Cái này là một thứ rất dễ. Mấy nữa chúng ta sẽ xây dựng ra một cái bảng. Từ một cái số điền vào sẽ xây dựng ra một cái bảng có bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng. Và chúng ta sẽ chơi cờ cao độ trên đấy. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ nếu mà tôi chuyển cái này thành một cái đường dẫn. Có tin là tôi viết google.com vào đây. Tôi bấm click me. Nó chuyển cái trình duyệt của chúng ta sang Google. Thử nhá. Đây. Vẫn lấy count number này. Tôi comment cái đoạn này vào. Được chưa? Chúng ta có cái trò như sau. Chúng ta có là window.location.href bằng http://. Cộng với cái cao number kia. Thử xem có qua không? Đây là đối tượng của Windows. Tôi chỉ giới thiệu thôi, còn chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta học hết toàn bộ với JavaScript. Nếu mà đúng ra cái khóa JavaScript, nếu mà muốn học và hiểu hết ấy, thì chúng ta phải rơi vào tầm được khoảng 5-7 buổi thì mới hết được JavaScript thuần. Nhưng mà chúng ta chỉ có thời gian hãn hữu nên tôi chỉ giới thiệu những cái thứ mà nó nổi bật thì chúng ta cần phải lý. Vậy thôi. Được chưa? Test thử nhá. Reload này. Đây ví dụ như tôi 25.com. Sang nhá. Sang này. Cái trang khác này. Tiếp tục này. Google.com. Nhập. Click này. Sang Google chưa? Thích đi đâu thì đi. Được chưa nhỉ? Xong. Đó. Và lưu ý cái JavaScript nó có thể lấy lại lịch sử, back lại những cái trang trước đấy mà trường trình duyệt vừa truy cập vào. Cụ thể là cái tab đang thực thi cái code JavaScript này vừa truy cập vào. Ví dụ như này. Vừa rồi chúng ta vừa vào trang gì nhỉ? Không, Google. À không phải. Đấy nha, tôi vào trang là facebook.com nhá. Xong chưa? Bây giờ tôi về cái trang kia.
define lesson. Chết rồi. PP1706 này. L10 này. File là file form .html đúng không? Xong chưa? Bây giờ tôi làm cho việc là bấm vào đây, nó sẽ back về cái thay cho cái việc chúng ta kích vào đây. Bằng cách như sau. Chúng ta đơn giản gõ một dòng code thôi. History.back. Đây là những cái thứ mà JavaScript nó có sẵn thì chúng ta nên nốt lại và tận dụng nó khi chúng ta cần. Được chưa? History.back này. Click. Về Facebook chưa? Về Facebook rồi này. Click cái nữa. Về Facebook này. Quay lại lịch sử. Thì cái này có giúp ích gì cho chúng ta? Sau này khi mà trong trường hợp chúng ta làm một cái giao diện, ví dụ như kiểu giao diện là lấy thông tin người dùng mà chúng ta kiểu hay trang, các cái trang nó hay có kiểu feedback. Hiểu không? Lấy feedback ấy, chúng ta sẽ có một cái nút là nút save, lưu cái dữ liệu người ta feedback lại, đúng không? Đấy là một. Cái thứ hai, chúng ta có cái nút bên cạnh cái nút save ấy, đó là cái nút cancel. Đúng không? Khi mà cancel thì các bạn làm cái gì? Xóa trắng cái form đi à? Không, chả có gì phải làm thế cả. Chúng ta bấm cái nút cancel đấy thì chúng ta đơn giản thực hiện một cái action là back lại cái trang trước người ta vào. Được chưa? Để người ta tăng cái sự trải nghiệm, để người ta lên trở lại cái trạng thái trước đấy của người ta đang truy cập vào đâu đấy. Được chưa? Đấy là khái niệm về nút back. Ngoài ra khi mà chúng ta làm cái trang quản trị ấy thì ở trong cực kỳ nhiều những cái tác vụ liên quan đến cái việc back và next trình duyệt ở trên JavaScript. Được chưa? Chúng ta nên biết ngoài back ra thì nó còn có next nữa cơ. Ví dụ đã back rồi, bây giờ là JavaScript next đi có hết. Thì chúng ta lưu ý cho tôi những cái khái niệm này ở trong JavaScript và chúng ta về tự học cho tôi này. Thứ nhất là tất cả mọi thứ về Windows. Đối tượng Windows này trong JavaScript thì nó sẽ chứa là những cái khái niệm, ví dụ như kiểu là history, khái niệm là Navigator. Khái niệm về document. Đó, cực kỳ nhiều trong này. Còn nữa cơ. Nhưng mà chỉ bằng này cái chúng ta có thể là tương tác cơ bản rồi. Được chưa? Bây giờ các bạn thử nghĩ cách cho tôi xem. Tôi sẽ có một cái giao diện như sau. Để các bạn tự làm nhé. Làm nốt về đường đồng này thì chúng ta sẽ chuyển sang phần mới để JavaScript. Đây là cái thẻ select này. Thấy chưa? Giao diện của chúng ta sẽ có chỉ có một cái thẻ select như này. Đây là số 3, số 4 cho đến số 20. Chọn bất kỳ số nào. Sau đó chúng ta có cái nút là play. Bấm vào cái nút play này thì đã sinh ra cho tôi một cái bản đồ. Ví dụ chọn 3. Chọn 3 nhé. Thì chúng ta sẽ sinh ra một cái bản đồ là 3 cột 3 hàng. Như này. Nếu chọn 4 là 4 cột 4 hàng. Đâu cái bản. Được chưa? Làm đi. Nghĩ cách làm cho tôi cái trò này. Rồi chơi cờ cao. Làm cách nào đấy? Để lấy được giá trị của thẻ select, chúng ta document get element by id, sau đó là chấm value. Lấy ra như bình thường, nó sẽ lấy được số các bạn chọn. Nhớ là các cái thẻ option này phải có value nhá. Mọi nghĩ cách vẽ là tư phản. Bây giờ là mấy giờ rồi? 7:34. 45 phút có làm kịp không? Cho hẳn 45 phút tôi làm cái này chắc chỉ mất 5 phút thôi. Cho hẳn các bạn được 9 giờ. Có kịp không? Đến 8:30 nữa là 5 phút này. 8:15. Hy vọng
làm cái estimate được chứ, tính toán cho xem là khả năng của mình suy nghĩ đến đâu. Thử nghĩ là làm đi, từ thiết kế nó sẽ có những cái bài toán như này trong thực tế, chuyện bình thường. 45 phút nha. Sau 45 phút tôi sẽ đặt cho các bạn đúng giờ sẽ có đến 5 phút. Trước mắt bước 1 lấy giá trị của select khi mà bấm vào nút play. Bước 2 là sử dụng một cái công cụ nào đấy hoặc là một cách nào đấy để vẽ được cái table ở trên một cái thẻ đít. Thử xem sao. Dễ mà.
làm lũ một thì đã là làm sao lấy được số từ cái sợi giá trị mà nó chọn từ cái sợi. Đây. Đây mà. Điền vào đây. Đấy, vẽ thì là inner HTML tán vào đấy một cái string để xong.
khó quá. Dễ mà. Cứ làm sao làm được một cái string. Trong đấy có các thẻ TR, TD, append mà là xong. Đã có số lượng cột bằng số lượng hàng rồi. Gợi ý nhá. Sau khi lấy được cái value của cái select, làm hai vòng for lồng nhau thì các bạn sẽ làm được thẻ TR, TD. Hai vòng for, vòng ngoài là hàng, vòng trong là cột.
Không tìm thấy cách thì sớt, không thiếu gì hướng làm cả. Thank you.
7 phút nữa sẽ chưa bài. Có ai xong chưa? Thank you.
Rồi, có ai làm xong chưa? Chưa xong thì chữa nhá. Còn bao nhiêu phút nữa xong? Chịu. Thế sao kia kêu từ từ. Rồi ok, chữa này. Các bạn hold lại. Chúng ta đầu tiên là tôi sẽ có một cái form bao gồm một thẻ select, có ID là select cell, một cái button, một cái table gồm một cái t3d là play, ID là playground. Được chưa? Trước hết tôi sẽ sử dụng code JavaScript để sinh ra các thẻ option cho cái select này. Được chưa? Đơn giản thôi, dùng một vòng for y nhỏ hơn y sẽ bằng 1 đi, y nhỏ hơn hoặc bằng tầm 30. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái biến và là option bằng một string rỗng, đấy chứ nhỉ. Sau đó chúng ta mỗi một vòng for này chúng ta sẽ tạo ra một cái option cộng bằng một cái string, đây là thẻ option. Option value nó chính là bằng viết này thì các bạn sẽ hơi khó hiểu. Chúng ta viết như này đi. Chưa chắc thì đã dùng được. Ok thôi thì viết như này vậy. Option value nó sẽ bằng cộng với y. Text cũng bằng là cộng với y. Xong. Hết vòng for, chúng ta sẽ ốp toàn bộ option này vào trong cái thẻ select. Chúng ta phải xác định được thẻ select đã. Và select tag nó sẽ bằng document get element by document.get element by id là cái gì nhỉ? Bên này là select cell. Không cần phải theo đâu, không theo kịp đâu, để tôi các bạn chỉ cần nắm được cách làm thôi. Được chưa? Từ tí nữa tôi up code lên. Select cell này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là select tag
inner html bằng option. Xong. Reload trang. Set từ 1 đến 30. Xong chưa? Xong. Tiếp theo chúng ta sẽ viết hàm cho thằng play, cho cái button play kia. Thì chúng ta sẽ có một cái function. Function là start. Ở trong này chúng ta sẽ tiến hành là đầu tiên là phải lấy được cái giá trị của thằng select này đã. Thì chúng ta sẽ có là cái và là play round size. Nó sẽ bằng select tag chấm value. Này là xong đúng không? Sau đó trong này chúng ta thực hiện một vòng for. Đầu tiên là for y bằng 0, y nhỏ hơn playground size, y cộng cộng. Tiếp tục, ở trong này chúng ta sẽ có một cái, ở phía ngoài của hàm start này chúng ta sẽ có một cái là va tbody content bằng string rỗng. Sau đó trong này chúng ta sẽ tiến hành là tbody content nó sẽ cộng bằng một cái string là thẻ tr, mở thẻ tr và tiến hành là duplicate lên, chúng ta có đóng thẻ tr. Ở giữa hai cái chúng ta sẽ tiến hành sử dụng một cái vòng for nữa, vòng for nữa. For này là for z và z sẽ nhỏ hơn playground size. Rồi ở trong này chúng ta tiếp tục lấy tbody content cộng bằng với thẻ là thẻ td với thẻ td, đóng thẻ td. Xong. Trong cái thẻ td này chúng ta sẽ tiến hành là set giá trị của x bằng, tức là tọa độ x, tức là theo hàng ngang đúng không? Hàng ngang nó sẽ bằng cộng với x thì nó sẽ bằng với y nhỏ. Ở đâu nhỉ? X sẽ bằng với z. Và tọa độ y nó sẽ bằng với cộng cộng với z và với y nhỏ. Xong, ở trong này chúng ta sẽ không viết cái gì cả. Tí nữa chúng ta chỉnh style cho cái thẻ td này. Được chưa nhỉ? Sau đó tiến hành là xác định được cái thẻ tbody kia đã. Chúng ta tiến hành là va tbody tag nó sẽ bằng document.getElementById là bằng cái thẻ ID của cái playground này. Playground. Xong. Chúng ta sẽ tiến hành là sau hai vòng for này. Sau hai vòng for thì chúng ta đã có được cái đi đấy. Rồi ok. Chúng ta sau hai vòng for chúng ta tiến hành là tbody tag.inner html bằng cái tbody content. Xong. Thử nhá. Refresh. Chọn 20. Ví dụ thế. Play. Chẳng ra gì. Cũng không có lỗi. Có body rồi. Đây. Chúng ta hãy xem này, table này. Đây là thẻ table của chúng ta đúng không? Tbody của chờ một chút. Tbody content này rỗng này. À đúng rồi, đây là z cộng cộng 12. Chúng ta xuống xem thẻ table. Vẫn lỗi này. Chờ tôi một chút nha. Để xem lỗi gì. Tbody content nó sẽ bằng td cộng với z x cộng y. Đúng rồi mà. Để coi lỗi gì. Đặt debug vào đây. Debugger. Rồi. 5. À, chưa gọi cái hàm. Chưa gọi cái hàm start ở trong cái button play. Chúng ta sẽ có on click bằng hàm start chạy luôn. Đây tôi để 9. Play chạy qua rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ sang tab element này, chúng ta xuống kéo xuống xem cái table T3D. Trong này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dòng đúng không? Trong mỗi một thằng TD này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Từ 0 đến 8 là 9 mà, đúng không? Tại sao nó không hiển thị? Đơn giản thôi. Đó là do chúng ta chưa có cái này. Đặt một thẻ style trong này, chúng ta sẽ có cái TD có width bằng 40 pixel. Có 2 cũng bằng 40 pixel nữa. Refresh. 10. Oh. Từ từ đã. Đúng rồi, thiếu border của cái table. Thôi thì tôi sẽ để cái border. Border bằng 1 pixel. Solid. Đen. Vướng cái debug. Xong chưa? Vẽ bảng cực dễ luôn. Nãy giờ là mới 24, là chừng 10 phút. Đúng không? Rất là dễ. Xong rồi. Mỗi thế thôi. Bảng này dòng code. Có ai gần đúng không? Lông được hai vòng co là gần đúng. Lông được hai vòng co là gần đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Ý nhỉ? Tôi để cốt lên nhá. Rồi các bạn sẽ đọc và xem có cái gì cần hỏi thì hỏi luôn. Được rồi, xong rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh cờ. Kích vào đâu là X, kích vào đâu là Y. À, kích vào đâu là X, kích vào đâu là O. Tiếp theo sẽ chơi trò đến việc là đánh cờ. Đó, chưa có à? Ờ, lỗi này. Ở đây lesson 9. Rồi, hiểu rồi. Chơi nào. Tôi đẩy code lên nhầm cái brand lesson 9. Rồi. Không có lỗi. Thế mà nãy giờ không thằng nào ý kiến gì. GitHub có vấn đề nha. Lên rồi. Các bạn check đi. Code lên rồi đấy. Đây là L10 này. L10 này. Có form.html này. Như tôi vừa code đúng không? Code lên rồi đấy. Các bạn lấy đi. Xem có gì cần hỏi không? Cứ hiểu nó đi đã. Xem có gì cần thắc mắc không? Có hiểu code không? Đi từng bước một thôi.
Tiếp nhá. Vẫn còn đang ngấm ạ. Bố lên. 10 phút là xong ngấm được 20 dòng này rồi được. Thì các bạn sẽ đến một cái level mới. Bao giờ đến cái level mà tất cả các cái HTML trên trang ấy mình hoàn toàn có đủ khả năng điều khiển nó thì các bạn mới đi làm, thích làm gì là làm gì đấy. Tất nhiên không biết thì nên đi search, muốn làm cái gì thì phải đi search chứ không phải là ai đục phát biết hết được cả. Tôi hơn 3 năm với JavaScript rồi thì tôi mới được như này. Chuyện bình thường, cứ thong thả.
Thế làm gì? Quẩy kiểu gì? Stress gì? Tôi chả thấy stress gì. Tôi đi gào từ 7 rưỡi sáng đến bây giờ và tôi vẫn chưa thấy stress, chỉ thấy hơi đau họng thôi. Chúng ta có muốn đổi buổi học không? Có thể đổi thứ 2, thứ 5 cũng được. Nếu mà các bạn muốn đổi quá. Thế chuyển sang hôm nào? Tôi hiện tại là còn những cái buổi rảnh sau này. Thứ 2. Tốt nhất là chúng ta nên hiểu như này nè. Nghỉ cũng được thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái lịch trình của chúng ta. Mà tôi thì tôi mong muốn chúng ta là kể cả chưa học xong khóa này chúng ta cũng phải đi làm được. Đi càng sớm càng tốt, càng có lợi cho các bạn bấy nhiêu thôi. Chứ ngồi học mãi cuối cùng nó cũng chỉ đến một cái level nào đấy, nó không thể hơn được nữa. Và kiến thức tôi truyền cho các bạn nó cũng chỉ đến một cái tầm nào đấy, nó không thể hơn được, bởi có thời gian đâu mà hơn. Cho nên không có cái gì bằng cái việc các bạn đi sông pha cả. Nên tốt nhất là cứ đi mà nghe chửi. Còn hơn là cứ ngồi học và chả đem lại cái điều gì, chỉ đem lại kiến thức kiểu là trên sách vở, nó không được đưa ra thực tế. Có vấn đề không? Tích cực mà làm đi. Tóm lại là chủ nhật có muốn nghỉ không? Bao nhiêu người muốn nghỉ giơ tay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 là chưa có an bài đâu. 7 vẫn chưa được nửa ấy. 8. Giơ cao lên nào. Ui giời ơi. Mỗi nốt inox. Đi học không liên thuyên. Với JavaScript nó còn nhiều thứ kinh khủng lắm. Nên là chúng ta cố gắng học khoảng 1-2 buổi nữa rồi tôi sẽ chuyển sang PHP cơ bản. Tiếp tục nhá. Bây giờ đến cái lượt vẽ này. Vẽ xong rồi bây giờ đến XI này. À XO này. Được chưa? Chơi tiếp. Chúng ta sẽ có một cái hàm nữa ở trong form.js. Đó là hàm check function. Check. Đây là truyền element vào. Nhận tham số là element. Và chúng ta sẽ có console.log của cái element. Xem nó ra cái gì. Ngoài ra ở trong TD này chúng ta sẽ có là onClick bằng check $this. À quên, nhà không có đô la. Check this. This chính là cái gì? Chính là cái element, chính là cái TD. Được chưa? Chính là cái TD đấy chuyển sang object của JavaScript. Thì ở đây chúng ta console log ra cái element. Xem cái element nó trông như thế nào. Viết mỗi ở JavaScript có động chạm gì đến HTML nữa không? Từ bây giờ là chả động gì đến HTML luôn đấy. Xong chưa nhỉ? Được chưa? Bạn nào cần giải thích thì ối lên mình sẽ giải thích lại cho các bạn cái đoạn ở phía trên này. Còn không thì thôi. Tiếp tục nha, test. Tôi để từ 5 đến 30 đi cho nó đỡ phải chọn nhiều. Play. Dạ. Bây giờ kích vào này. Sau đó mở console này. Chúng ta nhìn thấy cái TD không? Được chưa? Nó chính là cái thẻ TD này. Bây giờ tôi muốn viết chữ cho cái thẻ TD này quá dễ rồi đúng không nhỉ? Inner text bằng một cái chữ nào đấy thì nó sẽ vào đây, đúng không? Xong. Thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có một cái biến gọi là biến toàn cục. Chúng ta sẽ có biến toàn cục như sau. Biến toàn cục của chúng ta là pattern bằng string x. Turn bằng string x. Sau đó ở trong này khi mà được check thì chúng ta sẽ có là element.innerHTML. À quên, nhập inner text bằng turn. Sau khi turn thì chúng ta sẽ có biến turn. Nó sẽ bằng nếu turn
bằng với x thì turn sẽ bằng ô. Còn nếu mà turn khác x thì turn sẽ bằng x. Thêm hai dòng ạ. Quen với cái này chưa? Quen với cái này chưa? Bắt buộc phải quen thì code nó mới nhanh được. Còn nếu không thì nó dài ngoãng à. Được chưa? Test nha. Reload. X, O, X, O, X, O. Được chưa? Đây là nước đi, nhưng mà bây giờ chúng ta kích vào đây nó lại chuyển sang O này. Kích đây chuyển sang X này. Kích. Thấy không? Có vấn đề. Đúng không? Là bây giờ cứ kích vào một cái TD nào là sẽ là chuyển sang X hoặc O. Bất biết là cái gì cả. Bây giờ để tránh cái việc này thì chúng ta sẽ làm cái việc như sau. If element.innertext bằng trống thì mới thực hiện cái đoạn code này, còn lại thì thôi, không động nữa. Thế giờ để đảm bảo cho cái ở cái nội dung phía trong, nếu mà đã có text rồi thì chúng ta không vẽ vào nữa. Còn nếu mà cái nào chưa có, chúng ta vẽ lại. Được chưa? Bây giờ set màu cho các cái thẻ kia thì chúng ta sẽ mặc định ngay ở viết ở turn này, chúng ta sẽ có cái var color nó sẽ bằng là light green. Tiếp theo element inner text rồi đúng không? element.style.color bằng biến color ở phía trên kia. Sau đó chúng ta chuyển đổi cái giá trị của biến color này. Color nó sẽ bằng copy cái đoạn trên về xuống. Nếu mà turn bằng x thì color sẽ bằng bằng light pink, còn không thì sẽ vẫn bằng light green. Nếu mà turn bằng x rồi, tức là set x cho cái thẻ này rồi thì chúng ta đổi cái, thì đến lúc turn ô thì màu sẽ là màu đỏ đúng không? Màu hồng hồng phớt tí. Sau đó là nếu mà tôi để là red luôn đi, red cho nó đỏ đi. Thì nếu mà chúng ta tiến hành, nếu mà x turn bằng x thì màu của ô sẽ là đỏ này. Nếu mà turn không bằng x, cái này phải viết lên trên chứ nhỉ? Sorry các bạn nha, cái này phải viết lên trên. Color phải viết lên trên bởi vì sau đấy chúng ta đã đổi cái màu của đổi cái turn rồi, cho nên là chúng ta sẽ bị lỗi. Tiếp theo này, turn bằng, nếu mà turn bằng x thì màu sẽ tiếp theo của ô sẽ là màu đỏ này. Nhưng mà turn khác x thì màu sẽ là màu xanh. Nhá. Check. Oh. Color tôi viết sai chính tả. Vẫn còn à? Ở đây. Chơi. Xanh, đỏ, xanh, đỏ. Bấm vào không có việc gì đúng không? Xanh, đỏ, xanh, đỏ. Được chưa? Bây giờ code một dòng CSS để cho cái chữ X hoặc chữ O này nó vào giữa. Thì chúng ta sẽ sang HTML của cái thẻ style này. Chúng ta sẽ có là TD, có cái text center, là take align. Take align là center. Được chưa? Và có cái font size cho nó to lên một tí, nó rơi vào tầm khoảng 16 pixel. Chả biết có to không. Vẫn thế. Để coi. Ba mươi pixel. Đây code đây.
Đẩy cô lên nhá. Rồi, code lên trên rồi. Có hiểu cái hàm check này không nhỉ? Có bạn nào không hiểu thì ý kiến luôn nhá. Hàm check này sẽ được gọi khi chúng ta click vào trong thẻ TD đã được sinh ra bởi JavaScript này. Nó sẽ gọi đến cái hàm này, truyền vào cái thẻ TD đấy. Sau đó nếu mà cái thẻ TD được kích ấy, nó không có text ở trong, thì chúng ta mới tiến hành là set cái text cho nó bằng cái giá trị của turn ở phía trên này. Yeah. Set màu cho cái thẻ TD màu chữ ấy. Sau đó là chúng ta đổi cái màu chữ, nếu nó đang màu xanh thì chuyển sang màu đỏ, mà nếu nó đang màu đỏ thì chuyển sang màu xanh. Tiếp theo chuyển tơn, tơn đang bằng x thì chuyển sang ô, mà tơn đang bằng ô thì chuyển sang x. Xong phim. Được chưa? Ngấm đi, xem có gì cần hỏi không. Chúng ta vẽ ra những cái x, cái tọa độ x, tọa độ y này không phải để chơi đâu nhá. Nó cực kỳ quan trọng. Bây giờ này, thử nghĩ cho tôi các cái bước chúng ta sẽ làm tiếp theo như thế nào để giải quyết bài toán này. Trong trường hợp chúng ta đang có một cái bàn cờ như này, như này, đây đi, đúng không? Bây giờ chúng ta cần phải tìm ra cái nước ăn để ăn được, để cờ calo thì sao? Cứ năm nước liền nhau thì ăn, đúng không? Không, tôi chơi cả trận hay đâu. Yeah. Chặn hai đầu tạm thời làm việc dễ trước là chặn cả hai đầu nhưng mà cứ được năm nước là vẫn ăn, đúng không? Yeah. Xong thì bây giờ làm sao để tìm được, chúng ta giải quyết các cái hướng như sau. Ăn thì nó có bốn hướng ăn: hướng theo hàng ngang, hướng theo hàng dọc, hướng theo hàng chéo từ trái qua phải, và hướng theo hàng chéo từ phải qua trái, đúng không? Thế làm sao để biết được là nó có bao nhiêu nước ở trên một hàng? Ví dụ tôi tích vào đây x vào đây, thì làm sao để biết các cái thẻ này trong cái bàn cờ của chúng ta nó có năm nước liền nhau hay không? Chưa hết, cái khó khăn thứ nhất, bước một này, khi mà đánh x vào rồi hay đánh ô vào rồi thì chúng ta phải tìm được cái hàng ngang, cái hàng ngang mà nó đánh vào, tức là cái đoạn này tất cả các thẻ TD nằm cùng hàng ngang với nó, đúng không? Xác định được hết tất cả các thẻ hàng ngang đã, sau đó mới đếm hay là đếm số lượng tơn nằm trong một hàng này. Tơn nó có bao nhiêu thì chúng ta tính cái số lượng tơn đấy, đúng không? Thì trước mắt chúng ta làm cái việc dễ trước là làm cái việc xác định hết một cái chiều ngang này, thì xác định một cái nhặt ấy, ở đây có tọa độ bao nhiêu, gốc tọa độ ở đây điểm này là không không ấy, ở đây tọa độ bao nhiêu, mấy mấy 2 3 hả, 0 1 2 2, 0 1 1, tọa độ của x là 2 1, được chưa? Thế tọa độ cái điểm ngay cạnh nó là mấy, 1 1, điểm này là mấy, 0 1, thế nó chung cái gì, chung y, đúng không? Thế vậy JavaScript của chúng ta cực kỳ đơn giản, đó là tìm tất cả các cái thẻ TD trên màn hình có cái thuộc tính
y bằng với cái vừa được tích. Đúng không? Chúng ta sẽ có hàm tiếp theo. Tiếp theo sẽ là call cái function là check win. Check winner. À chết nhầm. Đây check winner. Check winner. Chúng ta sẽ tiến hành là tạo một cái function là check winner. Như này. Ê, tại cái thời điểm check winner này là nó tiến hành gì? Đã chuyển x, y chưa? Đã chuyển turn chưa? Chưa đúng không? Cho nên là tại cái thời điểm đấy chúng ta đang nắm được là cái x là bao nhiêu mà cái y, à cái turn là cái gì? Đúng không? Tạm thời tôi comment hai cái dòng này vào. Không thì nó sẽ gây lỗi. Được chưa? Bây giờ tôi tiến hành là check hàng ngang trước này. Comment vào đây, check hàng ngang. Mở ngoặc y bằng nhau. Được chưa? Thì check bằng cách nào? Tôi sẽ phải, đây các bạn để ý cho tôi cái tất cả các thẻ này, tất cả các thẻ này. Chúng nó đều có tọa độ x và tọa độ y đúng không? Được chưa? Thì bây giờ muốn xác định toàn bộ những cái thẻ y nằm trong thì chúng ta có thể search như sau. JavaScript get all element by attribute value. Search thôi. Tôi toàn đi search mà tôi nhớ gì đâu. Ôi mạng. Thật là kinh hồn cái mạng này. Cái gì đây? Sao lại chậm thế này? Gì đây? Square root đều. Đây. Chúng ta có không, dùng cách này cũng được. Đây, chúng ta có cái này. Chúng ta có list td bằng document.query selector bằng y. Y bằng với giá trị của gì? Của gì biết không? Cộng với turn. Để em turn xuống nhé. List td bằng cái này. Query selector. Sau đó chúng ta tiến hành là console.log ra cái list td kia. Tôi chả biết có đúng không, tôi test ạ. Coi như tôi giống các bạn đi, tôi test ạ. Được chưa? Test nhá. Được chưa? Test cả. Đây. Tích vào đây. Null. Tức là tôi sai. Query selector bằng y bằng tên. Không truy cập được tên chúng ta. Đặt debug vào. Đây, tôi copy tiếp cái dòng này. Cái tên bằng mấy? Tên bằng x này. À nhầm. Tên bằng x lớn thì đúng là không được rồi. Không được, không được. Tên bằng x thì không đúng. Y không thể bằng x được. Chờ gì? Check win bằng cái chuyển vào đây cái element mới đúng. Chuyển vào đây cái element. Chúng ta sẽ có là element.attribute. Đúng nhỉ? Chờ tôi chút nhé. Đặt debugger ở kia rồi. Xong. Xem có lỗi gì không. Rồi đây. Chúng ta có thẻ td này, element này đúng không?
element.attribute name node map này x.x đây là x bằng 1 chấm y thì y bằng 1 đúng không, chấm value bằng 1 đúng không nhá. Chúng ta copy cái đoạn này, copy cái đoạn này vứt vào đây element.attribute.y.value được chưa, lấy hết theo chiều y mà. Chúng ta check tiếp đây rồi, F10 ồ lỗi query selector để coi lỗi gì, fail to execute query selector y bằng 0 y not a valid selector như thế này, đó là string mới đúng được. F10 list td của chúng ta đây, list td có sao ra mỗi cái ta, sao ra mỗi cái nhỉ, chờ tôi chút nhá, ra mỗi cái tức là cái, tức là cái sử dụng query selector là sai rồi, query selector là sai rồi. Tôi coi xem có cách nào khác không. Query selector all x này. Đây rồi, ra một danh sách. List td này, chúng ta có 5 cái td. Nhìn thấy cái màu xanh không? Một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, năm này, được chưa, tìm đúng hàng không, tìm đúng danh sách hàng chưa, xong chưa, rồi bây giờ để xác định là tôi tìm đúng thì tôi sẽ tiến hành for, thực hiện cái vòng for y nhỏ hơn list td, list td nó có ra cái len, à, nó ra cái array đúng không, tôi có cái list td chấm len và ở cái list td ở vị trí thứ y này tôi sẽ set cho nó cái style bằng chấm background bằng màu ccc cho đen xì đi, thực hiện một vòng for để chạy qua từng cái phần tử của cái, của cái danh sách các cái thẻ td kia một, set cho nó thành màu sáng background, được chưa, test cái nhá. Tám hết chưa? Được chưa? Để như này để cho chúng ta nhìn, để biết là chúng ta xác định đúng rồi. Được chưa nhỉ? Đó. Xong rồi sao? Bây giờ làm sao? Làm thế nào để biết được? Nào lưu ý, làm thế nào để chúng ta biết được 5 thằng liền nhau có phải là cùng x không? Làm sao để biết được? Có cách nào nghĩ thử nào? Cách đơn giản nhất là làm biến đếm. Đếm nữa, đây là thẻ đầu tiên đúng không? Trong trường hợp mỹ mãn là như này, đúng không? Trong trường hợp mỹ mãn là như này, thẻ đầu tiên được xét nó có inner text bằng x thì cao 1. Xong, thẻ thứ hai là x thì cao lên nữa là 2. Thẻ thứ ba là 3, bao giờ cho đến 5 thì là xong đúng không? Dừng lại và báo ra là mày thắng rồi, xong đúng không, một cây. Cây thứ hai ở đây là ô thì sao, đầu tiên x thì cao 1 này, gặp ô thì sao, bỏ qua có đúng không, đúng không, bỏ qua không? Rồi cứ cho trường hợp là bỏ qua đi, x vẫn bằng 1, cao cũng bằng 1 nhá. Tiếp theo đến cái thằng này đúng x rồi đúng không, cao lại tổng cộng hay cao bằng 2, cho đến thằng này thì cao sẽ bằng mấy, cao bằng 4. Nhưng ở đây là với bản vừa 5 đúng không, 1 2 3 4 5
nhớ là bàn cờ 6, bàn cờ 7, mà ở đây vẫn là x, đây vẫn là x trung bình 1, 2, 3, 4 như này, ở đây là ô rồi. Thì cái trường hợp này có đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 này có thắng không? Vì sao thắng? Nó đến đúng 5 đấy, đến đây là 4 rồi đúng không? Đến thằng này là 5 này, đúng không? Xong chưa? Đủ chưa? Đủ 5 rồi là gì đó. Thế bây giờ là sao? Kiểm tra cách giải quyết như này. Vẫn như cũ, cứ có x thì là cao cộng 1 lên, được chưa? Nhưng mà nếu đến cái một cái t nào đấy mà dưới với cái điều kiện là cao dưới 5 nhé, với điều kiện cao dưới 5 mà trỏ đến một cái t nào đấy nó không phải là x, tôi đã biết nó là trống hay là ô, nó cứ không phải là x thì cao về không, cao về không thì là sẽ là đảm bảo cho việc là sẽ có bao giờ sẽ có 5 thằng liền nhau, đúng không? Không phải return đi tiếp gì cả. Xong chưa? Dạ, test tiếp. Chúng ta sẽ có như sau. Đô la và result check win winner nó sẽ bằng cái này, bằng cái hàm này trả về. Thì chúng ta có cái điều kiện là return kiểm tra. Nếu thắng thì return true. Còn lại nếu mà chưa thắng thì return false. Được chưa? Thì cứ auto là chúng ta cứ return false đi. Cứ trò là nó chưa thắng đi. Đây chúng ta sẽ có một cái biến là biến gọi là, cái này cũng là một thủ thuật nhá. Lưu ý là cái này cũng là một cái thủ thuật này. Chúng ta sẽ có cái va là flag bằng false. Chúng ta return cái flag này. Đây thủ thuật sử dụng lá cờ. Chúng ta check track bao nhiêu thì check track. Cứ check hết một trường hợp, nếu mà flag vẫn bằng false thì check tiếp cho đến bao giờ flag bằng true thì đẩy xuống return flag. Xong. Được chưa? Và cái này chúng ta tiến hành là if winner, if winner thì tiến hành là alert. Chúc mừng bạn đã chiến thắng. Và tiến hành là return. Hoặc là start mới luôn. Start ván mới luôn. Được chưa? Xong đi nhỉ? Và chúng ta bỏ hai cái này ra. À, start và return luôn. Return false, return chấm phẩy nhỉ? Để cho nó đảm bảo. Được chưa nhỉ? Chơi nhá. Để tôi để 10 đi. 1 này. 2 này. Này là được rồi đúng không? Đã xác định được dòng của nó rồi này. Bây giờ tiếp theo chơi tiếp. Chúng ta sẽ có một cái biến là biến cao ở trong này. Và cao tơn nó sẽ bằng 0. Rồi, check từng thằng một. Chúng ta bỏ tạm thời comment cái phần này vào, chúng ta xong rồi, xong nó rồi, lợi dụng xong rồi thì bỏ đi thôi. Chúng ta tiếp theo là check từng cái một. If cái list TD ở vị trí thứ Y có chấm inner text bằng với turn đang chơi hiện tại thì cao nó sẽ là cao turn nó sẽ cộng cộng. Đúng không? Xong chưa? Còn không thì bỏ qua. Chúng ta if tiếp. If cao turn mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta sẽ là break. Break, ngoài break ra thì chúng ta sẽ có là cái flag bằng true. Được chưa? Và return flag. Nhưng cái này còn lỗi nữa. Còn else. Đây là check nếu mà bằng turn rồi thì là cộng cộng lên. Còn nếu mà không bằng turn thì chúng ta sẽ có cái cao turn bằng 0. Được chưa?
Cứ nghĩ đi, cứ thong thả nghĩ. Không có được không? Chơi nhá. Thế này là xong rồi, xong một lượt check rồi. Check này. 10. Play. X này, O này, X này, O này, X này. 4 rồi nhá. 5 này. Được chưa? Chơi lại ván mới. Đây là X này, O này, X này. Được chưa? Thông thả. 4. Đảm bảo chưa? Được chưa? Xong chưa? Xong hàng ngang rồi nhá. Hàng dọc về làm. Hàng dọc về làm, buổi sau mà làm được tôi sẽ có thưởng. Tất nhiên là người nào nộp bài sớm nhất thì sẽ có thưởng. Thưởng một thôi chứ thưởng lắm đấy. Thưởng cái gì là việc của tôi. Đi chưa? Đẩy cốt lên nhá. Về ngâm cứu đi. Cái này nó sẽ cái cách tôi đang hướng dẫn các bạn ấy, nó là cốt theo dạng là hướng cấu trúc. Cho nên nếu các bạn luyện tập nhiều, nó sẽ lên về cái tư duy logic của các bạn rất là nhiều. Được chưa? Rồi, tôi trả máy các bạn. À, quên nhầm. Tôi đẩy cốt lên nha. Có mỗi mấy dòng cốt đây mà. Để giết điểm danh cho tôi cả. Về cứ ngẫm đi, xem có phần nào không hiểu thì phải hỏi ngay nhá.